chào, đây là Hyundai Creta 2022, mẫu crossover hạng B có giá từ 620 triệu với thiết kế rất lạ mắt, kích thước lớn, đặc biệt nhiều trang bị và hiện giờ có thông số ở mức trung bình của phân khúc. Hãy nhớ là tiêu chí của chúng tôi là không bao giờ đánh giá xe dựa vào thông số ở trên giấy tờ. Tạm thời thì câu chuyện chạy như nào, cách âm ra sao chúng ta sẽ nói sau. Còn bây giờ là 10 phút dành cho những cái trải nghiệm tĩnh với chiếc crossover đang là diện nhập khẩu và sẽ có xe lắp ráp vào năm 2023. Hyundai Creta sẽ là ví dụ tiếp theo của sự phát triển thị trường ô tô Việt Nam. Bây giờ với một chiếc xe 730 triệu các bạn sẽ có những trang bị mà trước đây có thể là nhắc tới những chiếc trên 1 tỷ còn chưa có. Cụ thể thì gói Smart Sense trên chiếc Creta phiên bản cao cấp sẽ bao gồm phòng tránh va chạm phía trước, phòng tránh va chạm điểm mù, phòng tránh va chạm phía sau và hỗ trợ giữ làn. Và với 730 triệu ở trên phiên bản cao cấp, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ còn một vài trang bị thú vị khác đáng được nhắc tới, ví dụ như là cảnh báo áp suất lốp, cảnh báo va chạm khi ra khỏi xe và tính năng tự động phà cột. Và về cơ bản thì mẫu crossover cỡ nhỏ vẫn tiếp cận theo một phong cách đặc biệt là Hyundai, tức là rất nhiều trang bị. Rất tiếc là hôm nay ở đây chúng ta chỉ có phiên bản đặc biệt giá 670 triệu chứ không phải là phiên bản cao cấp 730 triệu. Nhưng tôi sẽ đề cập tới hàng loạt những thứ được coi là vượt phân khúc của chiếc Creta, bao gồm hai màn hình tốc độ và màn hình giải trí đều là cỡ 10,25 inch, lớn nhất phân khúc. Nhìn về phía cánh cửa các bạn sẽ thấy một cái dòng chữ Bose rất sang chảnh mà trước đây người ta thường nghĩ về những chiếc xe có giá cả tỷ. Và nếu như thế chưa đủ thuyết phục thì nhìn xuống phía bên dưới các bạn sẽ thấy Hyundai trang bị cho chiếc Creta bản cao cấp cả tính năng thông gió ghế, giới hạn tốc độ và phần yên ngựa thì đẹp mắt hơn rất nhiều với phanh tay điện tử và tự động giữ phanh. Hyundai Creta có 3 điểm để chúng ta tin vào đây là mẫu xe có không gian thuộc diện rộng rãi nhất phân khúc, kích thước lớn hàng đầu phân khúc, trục cơ sở lớn nhất. Và các bạn có thể thấy một cái đường thiết kế mui xe đứng lên và nó hơi vuông. Quả thật là với cái vị trí ngồi của tôi thì các bạn có thể dễ dàng tưởng tượng ra ngay thôi, đây là một chiếc xe mặc dù kích thước không phải quá lớn nhưng không gian bên trong của nó rất thoải mái. Và một điểm cộng nữa đáng phải nhắc tới của chiếc xe này đó là nó có hàng ghế thứ hai cũng rộng rãi và độ ngửa tốt. Về phần không gian, rõ ràng đây được gọi là một chiếc tiểu Tucson, thế nên những cái đường nét thiết kế được thừa hưởng từ người đàn anh mang tới một cái không khí tương lai cho mẫu xe nhập khẩu. Phần màn hình trung tâm, một cái đường viền mà tôi gọi là theo phong cách du thuyền và thiết kế vô lăng mới mang tới một không khí đặc biệt hiện đại cho chiếc Hyundai Creta. Và rất tiếc là bây giờ chúng ta chỉ có cơ hội trải nghiệm phiên bản giữa, thế nên phần đồng hồ tốc độ vẫn là kiểu hiển thị cơ chứ không phải là điện tử 10,25 inch giống như người đàn anh Hyundai Tucson. Và chỉ bằng đấy thứ thôi cũng đủ để khiến cho chúng ta cảm thấy rất phấn khích với một cái không gian nội thất của một chiếc xe có giá 670 triệu. Một điểm hơi đáng tiếc thôi là với riêng cá nhân tôi thì tôi muốn cái phần cần số ở đây nó ngắn đi một chút xíu nữa thì lúc đấy không khí hiện đại quả thật là sẽ rất trọn vẹn. Hyundai Creta thực ra không phải là một cái tên xa lạ với thị trường Việt Nam mà tôi tin là các bạn đã nhìn thấy nhiều chiếc Creta thế hệ thứ nhất lăn bánh trên đường rồi, còn bây giờ là thế hệ thứ hai. Phong cách tổng thể thì nó vẫn thế thôi nhưng mà sự mới mẻ thì chắc chắn sẽ được ghi nhận ở đây. Các bạn sẽ nhìn thấy ngay phần Parametric Hidden Line của chiếc Tucson 2022 xuất hiện ở đầu xe. Phần thân xe thì nó mang nhiều hơi hướng của những chiếc Kia Nhật Bản, nhìn nó hơi lạ một chút. Và cuối cùng là phần đèn hậu, một phong cách rất concept xuất hiện ở trên chiếc Creta 2022 sẽ khiến cho chiếc xe này luôn luôn nổi bật trên đường phố. Về chi tiết nhỏ mà tôi ưa thích đó là tôi luôn luôn thích cái phong cách của cái đường mui đứng lên và nó hơi vuông một chút. Ở đây nó không chỉ tạo ra mức độ phong cách mà rõ ràng là sự thực dụng ở bên trong chúng ta đã nhìn thấy ngay từ phần trước của video rồi. Một chút cảm nhận của cá nhân tôi về cái thiết kế ngoại hình tổng thể của chiếc Hyundai Creta thì rõ ràng là Hyundai họ không đi theo những cái đường nét mềm mại uyển chuyển mà lựa chọn những cái đường nét vuông vức và dứt khoát. Mẫu xe này sẽ có một chút lợi thế khi các bạn nhìn từ phía chính diện, kích thước của nó thì không phải quá lớn đâu nhưng chúng ta có một cảm giác tương đối là hoành tráng. Và cuối cùng có hai con số mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn về chiếc xe đang là diện nhập khẩu, đó là nó có khoảng sáng gầm xe lên tới 200mm, lớn nhất phân khúc, và bây giờ thì nó có chung cơ sở là 2610mm, một con số tương đối quen thuộc với những ai thường xuyên quan tâm đến những chiếc crossover hạng B. Và cuối cùng, ở trên chiếc Hyundai Creta 2022 tôi tin là sẽ có rất nhiều bạn đặt ra câu hỏi cho động cơ 1.5 của nó. Thông số ở trên giấy rõ ràng là không ấn tượng nhưng với những cái trải nghiệm rất nhanh của tôi với mẫu xe này thì cái cảm xúc mà nó mang lại là tương đối tốt. Chúng ta có một chiếc xe mà động cơ tương đối êm với những gì mà các bạn có thể tưởng tượng về một chiếc crossover hạng B và một cái sức dướn, một mức độ tương đối thoáng khi mà chạy ở những cái giải tốc đô thị. chỉ thế thôi đã. Với một quãng thời gian trải nghiệm không có dài, chúng tôi chưa thể chia sẻ với các bạn quá nhiều chi tiết về mẫu crossover nhập khẩu này. Và với tôi thì ở những cái trải nghiệm tĩnh, chiếc Hyundai Creta đang có sức hấp dẫn nhất định. Nó có thể chỉ bằng một danh sách trang thiết bị rất dài, một cái thiết kế rất lạ mắt, một không gian rộng rãi đã đủ để có một vị thế rất vững chắc ở phân khúc đang vô cùng đông đúc này. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng với chúng tôi trong video walk around chiếc Hyundai Creta tới tận thời điểm này. Và như thường lệ, chúng tôi luôn luôn mong chờ những việc chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ ở phần comment. Và một điểm cuối cùng, nút đăng ký vẫn luôn luôn là miễn phí.